Trong đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi được nghe lãnh đạo địa phương đọc thư chúc Tết Trung thu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và thưởng thức các tiết mục văn nghệ do cô và trò trường mầm non Hoa Hồng 2 biểu diễn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế cùng các đại biểu đã tặng 300 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và chúc các em đón một mùa Trung thu thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Dịp Tết Trung thu năm nay, thị xã Bình Minh tổ chức 57 điểm vui hội trăng rằm cho các em thiếu nhi và trao gần 8.700 phần quà với tổng số tiền gần 544 triệu đồng từ nguồn ngân sách và vận động xã hội hóa. Đây là hoạt động truyền thống được địa phương tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em.